Hello, hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Đó, hôm nay tiếp tục là cái video cập nhật ở cái công trình mà mình đang đi xúc đất lên xe ô tô đấy các bác ạ. Đó, thì hiện tại thì bây giờ xe nó vào đây thì mình sẽ tiếp tục xúc đất lên xe các bác nhá. Nhưng hôm nay thì sẽ có một cải tiến khác biệt hơn so với mọi hôm. Đó là mình đã thay một cái bộ răng nhọn anh em nhá. Đó, cái bộ răng này thì là lúc trước thì nó là răng bằng. Cái răng bằng này nó sẽ to hơn ra mà này, nó sẽ thon như này, nó đều ra. Đấy, nhưng mà đây thì là mình đã anh Sơn anh ấy đã sắm với một bộ răng nhọn này để xúc cái phần đá xỉ cứng ấy các bác. Đó thì mình lắp cái này thì mình thấy làm nó cũng khá là hiệu quả đấy. Anh em cùng theo dõi mình để mình xúc xem nó có ngọt đất không anh em nhá. Đó thì bây giờ xe nó đây thì nó sẽ bỏ cái bàn này đi, xong là mình sẽ xúc trực tiếp lên luôn thôi. Hôm nay thì mình sẽ đội nó ở trên đầu anh em nhá. Nhanh. Đây, ở phía dưới này thì nó là dạng như kiểu đất đá xít các bác nhá. Đấy, nó cũng khá là cứng. Nhưng mà mình lắp cái răng nhọn này vào thì cảm giác nó ngọt lắm các bác. Mình xúc bởi vì nó như kiểu là bốn cái đầu kim ấy các bác. Còn nếu mà mình làm cái răng kia thì nói chung là nó cũng không khác biệt mấy đâu, nhưng mà cái răng này mình thấy là khi mà cậy một răng nhọn kia là nó rất là ngọt. Bởi vì nó nhọn mà. Nó dài hơn cái răng cũ ấy kia, nó rơi vào khoảng độ hơn 2 phân anh em nhá. Cái răng bằng răng mới kia, cái bộ răng lúc trước mình làm là nó cũng là răng mới thôi. Nó là răng mới cho nên là mình xúc đất, đón đất mà xúc kiểu khối lượng ấy thì mình sẽ làm nào để cho nó nhanh và hiệu quả nhất anh em nhá. Lắp cái bộ này là mình thấy là xúc, cảm giác xúc nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh được đầy gầu hơn bởi vì là nó ngọt. Xe thì hôm nay vẫn có 5 xe nhưng mà do là cái quá trình nó đi lại ấy, đi xa nên là nó sẽ không được đều nhau cho lắm. Cứ gần như là cứ một lúc là sẽ có một xe về, một xe vào, một xe ra mà. Bởi vì là có những người, có những bác lái xe thì bác ấy đi nhanh, nhưng có những bác thì bác ấy lại đi chậm cho nên nó không đều nhau. Bây giờ mình sẽ xúc cái bệ này. Đấy, xúc hết cái phần bệ này xong sau đó là mình lát nữa mình sẽ chuyển cái bệ máy của mình sang cái ô bên này nha anh em nhá. Đây, mình sẽ chuyển sang cái ô đằng đối diện này này để mình xúc hết nó đi, để làm vuông cho nó gọn vào phía trong này và quốc giật lùi lại. Đó, quốc giật lùi lại thì cái biên giới của nó là sát đến cái mép đồi trà sắn kia cơ. Đấy, sát đến cái mép bên kia. Đấy, cho nên là mình sẽ để một ô này để sau này mình làm bệ máy mình đứng luôn. Ví dụ thiếu đất thì mình sẽ xúc trực tiếp sang cái ô ở cái đối diện của mình đây. Này, ví dụ mà hết đất anh em nhá, xúc trực tiếp sang cái phần đối diện kia. Đấy, mình lấy một cái bệ lên nó và xúc ăn cho nó vào sâu đằng kia thì nó sẽ đủ đất, bởi vì là cái đất đó thì người ta cũng chưa có trồng cây gì, chưa trồng cái gì vào đó mà người ta cũng đang rất là cần để múc nó đi, cũng để nó cao như vậy thì làm nó cũng rất là khó khăn. Anh em thử xem cái xe này là nó được bao nhiêu phút rồi. Đấy, tính cả cái lúc giới thiệu luôn đi cho anh em xem. Tính cả lúc giới thiệu luôn đi xem là được bao nhiêu phút. Đây nó đầy rồi anh em nhé. Đi. Có cái cây sắn nhá thì mình sẽ gạt đi, bởi vì cái đất ở đầu ngoài kia người ta yêu cầu là nó cũng cần sạch sẽ. Đấy, anh em nhìn này. Đây, cái này nó hơi bị dính đất một chút. Đấy, như này nó sẽ sạch gọn hơn này. Đó. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Cái chiều này nó chỉ khoảng 1 phân thôi. Đấy, và độ dài nó là 20 phân. Cái bộ răng này nó đắt hơn cái bộ răng cũ kia, rơi vào khoảng độ là 170.000 anh em nhé. Đắt hơn cái bộ răng đào đất. Đấy, mà là 170.000. Đấy. Bộ răng này, toàn bộ bộ răng này mới lại cái lợi này nó là của PC60 các bác nhá, chứ không phải là máy của máy 50 đâu. Máy 50 thì hầu như là nó không có cái bộ răng như vậy. Chủ yếu về mình hàn cái lợi của máy PC60 về, xong bắt đầu là về sau này cứ mua răng PC60 về là lắp vào được thôi. Đó. Nếu như mà mình đi đào móng mà lắp cái bộ này ấy, thì mình vét nó sẽ không sạch bằng cái bộ răng bằng cái đâu anh em nhá. Bởi vì là cái răng này nó nhọn mà nó là thưa. Nhưng mà
đào thì nó sẽ rất là sướng. Mình sẽ xúc vài xe nữa xong bắt đầu là mình mới chuyển cái bệ sang bên kia. Sàn cái chỗ này ra. Ra cho mình sẽ chạy luôn đi ra đây. Đấy, khi có kia nó có một xe lên luôn rồi anh em nhé. Chờ một lát thì nó về thì mình sẽ điện mình sẽ xúc luôn. Mà xúc mà mình bấu từ dưới dưới đáy của nó lên ấy, thì nó sẽ nặng hơn một chút. Đây để đây cho xe kia nó vào. Mình như lúc nãy vừa rồi ấy, là cái đất ví dụ một nửa ở trên này nó là đất tơi, còn một nửa ở dưới nó là đất củ. Chính vì vậy là khi mà mình làm ấy, thì mình sẽ hớt dần dần thôi. Cái dầu đất của mình nó cũng sẽ ngọt. Nó sẽ ngọt đất, mới lại là mình vào đất như vậy thì nó sẽ cái máy của mình nó yếu. Đấy thì mình bắt buộc là mình phải làm thế nào để giảm bớt cái lực tải vào cái máy. Bởi vì máy nếu máy khỏe thì các bác cứ vào bình thường, nhưng mà máy yếu như con máy của mình ấy, đây này, con phải lắp cái két phụ ở đằng sau này để cho nó làm mát cái máy đây này. Đấy, cho nên là nó rất là máy móc nó không được khỏe nữa. Chính vì vậy là mình sẽ phải lựa đó. Lát nữa mình sẽ làm bóc tách đi chỉ cho anh em nhìn thấy hình dung. Đây cái xe nó về, cái máy nó về đây rồi, ô tô nó về đây rồi. Đó, đội mũ lên nhé. Thời tiết này nó rất là nắng nóng. Không uống nước à? Không. Không phải uống nước nôi gì cả. Chỉ có ngồi làm thôi. Hết giờ là về đấy. Đó, đây, mình cấu một nửa đây thôi anh em nhé. Đấy, một nửa này thôi xong là mình gọi là giảm tải đi, nhưng mà nó vẫn sẽ đủ một gầu, nó sẽ vẫn được một gầu anh em nhé. Đấy, bởi vì là cái đất ở phía dưới nó là cái đất củ mà. Giảm tải đi, đấy, này là nó vẫn đầy được cái gầu đất. Nói chung là cái những cái máy như của mình ấy, có khi mình đi làm nó cả năm nó cũng chả bị bục cái tiêu được đâu. Nhưng mà nếu như mà như anh em nào mà hay đi phụ mà mới đi làm ấy, kiểu mình chưa biết những cái thao tác mà đóng nhả của cái tay trang ấy thì nó hay bị bục tiêu lắm. Với lại những cái máy mà nó bị cái hiện tượng nó là những cái tiêu nó mục sẵn ấy thì nó rất là dễ bị mục tiêu. Đấy, anh em nào mà cứ ép với ghì nữa là nó cũng rất là hay dính. Nhưng mà như máy của mình đi làm thì thực tế là như năm ngoái mình đi làm đấy cả một năm luôn. Năm trước cũng thế, nhưng mà mình rất ít khi mà đi làm như thế này mà nó bị mục. Chủ yếu là nó bị cọ sát vào đâu đó xong nó bị rơi mất cái nó gọi là không phải rơi mà là nó bị mục mất cái cáp ở phần bên ngoài ấy. Xong là nó bắt đầu là nó kém đi thôi, để lâu quá nó ải cái dây tiêu đi, nó mục là nó sẽ rất là dễ bị mục. Những cái chỗ nào nó hay cọ sát nhiều ấy, nó di chuyển nhiều. Đó. Cái anh ở dưới đây là anh chủ nhà các bác nhá. Anh ấy đang đi xem có củ sắn là rơi không. Nhưng mà cái chỗ này thì lúc nãy mình xúc thì không có củ sắn nào cả. Đấy, xúc thêm cả ở trên này nữa. Đấy, cái chỗ này nó là đất củ đấy. Mình vào cái đất mà nó bị lệch cái thớ ra là cảm giác nó cũng lì lì cái máy đi đấy. Nó cũng không vào nhanh được như kiểu là đất tơi đâu. Đấy là cái răng của mình nó còn nhọn đấy, mà mình xúc mới có tí một đấy. Đó. Thank you.
Ok, ra đây. Đấy, cái xe chú này ra thì ở phía bên ngoài kia lại có một xe, nó sẽ lùi vào luôn anh em nhá. Lâu lâu nó phải có tí quặng nhé. Xe đi ra ngoài đường thì bây giờ đi ở trong nông thôn thì cũng vẫn phải đẩy bạt các bác nhá. Vẫn phải đẩy bạt vào, không có là đất nó rơi ra đường. Đấy, bụi biết gió nó thổi nó rơi xuống đường nên là người dân người ta cũng không nghe đâu. Đấy, hai xe luôn, hai xe về luôn anh em nhá. Xe cho nó về đây. Nó vào đây thì mình sẽ lại xúc ở chỗ này, thả lên. Đó, cái phần bên kia, bên dưới của nó sát với cái vườn sắn kia luôn. Cái xe chú đang ở ngoài kia thì chú bỏ bạt luôn ở đầu ngoài các bác nhá. Cái công đoạn mà mình chờ người ta để người ta bỏ cái bạt này nó cũng mất khoảng 20-30 giây rồi. Ôi giời, để là nhiều đất thế. Chúng cái răng nhọn này đi cào cái thùng như là nó vào một cái mét nào đấy là rất là dễ bị bửa luôn, thâm rách luôn. Kia thì bây giờ chưa có chỗ để xúc rồi. Này vẫn phải chờ một lát nữa. Thì bây giờ nó vào đây thì nó chỉ có mỗi một cái đường này thôi. Có một cái lỗ này thì nó chỉ có được đỗ một xe thôi, bởi vì là lúc nãy thì xe đi lại thì nó sẽ rất là đều nhau. Bây giờ tự dưng nó mới bị nhỡ ra một chút. Nhanh nữa, không mất thời gian mấy đâu. Cho thêm một gầu nữa để giải ở trên phần đít lên đến đỉnh anh em nhá. Mình sẽ coi này. Đi. Chúng sẽ bỏ cái bạt xuống. Rồi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi đấy. Mình xin kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhá. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Đây là cái máy của mình nó bị sôi nước rồi này. Và cái quạt đây thì nó đỡ sôi nước. Ok thôi, chào anh em nhá. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhá.